Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, mặt trận tổ quốc và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên, cựu chiến binh tại Lâm Đồng đã đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện thắng lợi nghị quyết lần thứ 6. Vai trò nhiệm vụ của tổ chức hội được khẳng định rõ nét, công tác hội và các phong trào thi đua được củng cố, tăng cường, góp phần vào công cuộc đổi mới, phát triển địa phương. Nhân đại hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả đạt được của cựu chiến binh tỉnh trong 5 năm qua. Hội cựu chiến binh phường 9 thành phố Đà Lạt là đơn vị điển hình tiêu biểu của Hội cựu chiến binh tỉnh với hơn 700 hội viên, trong đó có các tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp công tác ở Học viện Lục quân và các đơn vị lực lượng vũ trang về hưu. Không chỉ tập trung xây dựng hội vững mạnh, một số cựu chiến binh sau khi về đời thường tiếp tục tiên phong trên mặt trận kinh doanh, làm kinh tế giỏi. Nhờ đó xuất hiện nhiều mô hình mới, kiểu mẫu cho thu nhập cao, giải quyết tốt việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đến nay hội có gần 80% hội viên có đời sống kinh tế khá giàu. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức hội, nhất là vấn đề sinh hoạt chi hội và phân hội. Thưa các đồng chí, là đối với phường 9, riêng chi hội 20 Đinh, chúng tôi có 140 hội viên, được phân là 5 chi hội gắn với 5 tổ đảng của một chi bộ. Như vậy là vừa sinh hoạt cấp ủy chi bộ, vừa sinh hoạt tổ đảng, vừa sinh hoạt các cái phân hội chiến binh, tạo thành một cái sức mạnh tổng hợp. Tại các địa phương xuất hiện nhiều mô hình hay cách làm mới do cựu chiến binh sáng lập, nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp hội cựu chiến binh đã đoàn kết, năng động trong xây dựng hội. Mỗi cựu chiến binh có một hoàn cảnh, mỗi hội cựu chiến binh có hoạt động theo từng địa phương, nhưng điểm chung là không khuất phục đói nghèo, vươn lên làm giàu. Hiểu được trăn trở đời sống hội viên, những năm qua các cấp hội phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, trong đó hỗ trợ nhau huy động mọi nguồn lực đóng góp tiền của xây dựng nhà ở cho hội viên, nhất là cựu chiến binh người đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn ổn định nơi ở mới. Hội cựu chiến binh tỉnh là đã cho nhà cho mình, sau này mình cũng vươn lên làm việc cho bảo đảm mình là một con người hội cựu chiến binh gương mẫu. Một trong những nét nổi bật đó là phong trào thi đua phát triển kinh tế đã có sự lan tỏa hiệu quả. Điều này thể hiện rõ. Đến nay, toàn hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh có hơn 14.200 gia đình hội viên có cuộc sống khá giàu, chiếm hơn 54%. Hộ nghèo chỉ còn 210 hộ theo tiêu chí mới. Hội cựu chiến binh tỉnh đã thành lập câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh làm kinh tế và 12 câu lạc bộ làm kinh tế cấp huyện, thành phố. Các mô hình cựu chiến binh làm chủ ra đời, chủ yếu sản xuất kinh doanh. Nhiều mô hình đã tạo chuỗi liên kết trong phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao như trồng rau hoa, dâu tằm, chăn nuôi bò thịt cho thu nhập khá, đồng thời là chỗ dựa cho việc nâng cao đời sống hội viên cựu chiến binh. Cuộc sống nó gặp nhiều khó khăn vì mình làm nông dân, nên là làm cũng nhiều cây rồi, từ cây cẩm tú cầu sang cây cúc. Thế sau tôi mới thấy cái anh Hồng hợp tác xã nhà tôi họ trồng cái cây này, thế là làm thì nó đơn giản mà nó thu lại hiệu quả, nên tôi theo anh ấy tôi trồng. Lấy từ một cái chi hội nhân điển hình lên, rồi từ từng bước một ta làm cho tất cả trong cái hội viên đều có một phong trào như vậy để cho xây dựng chất điều là trong trật tự an ninh xã hội chính trị của địa phương đầu tiên là hoàn thành tốt, mà mọi người tốt, việc tốt thì cả cái xã hội này đều tốt. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đóng góp gần 7.500 ngày công lao động, góp tiền vật chất hơn 6 tỷ đồng, tổ chức sao quân dân vận tại các địa phương, khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân, tặng nhà đại đoàn kết, trồng cây xanh, đóng góp hơn 8,5 tỷ đồng, xây dựng 122 nhà ở cho hội viên cựu chiến binh, hỗ trợ gần 46 tỷ đồng nguồn quỹ cựu chiến binh cho trên 2.760 hội viên cựu chiến binh vay vốn sản xuất. Đặc biệt trong năm 2020 và 2021, cán bộ hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đã đóng góp trên 1 tỷ đồng. Hơn 320 tấn nông sản, 17 tấn gạo và một số hàng hóa khác giúp các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, các cấp hội đã phân công hơn 3.000 hội viên tham gia vào các tổ COVID cộng đồng và các chốt kiểm dịch bảo vệ vùng xanh ở thôn, xóm, tổ dân phố. Điểm sáng nhiệm kỳ qua, đến nay ở các mô hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có hình ảnh cựu chiến binh tham gia, được các cơ quan, đơn vị, cấp ủy chính quyền và nhân dân tin tưởng. Xác định xây dựng hội vững mạnh để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm,
Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã kết nạp được trên 5.226 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của chiến binh đến nay lên hơn 28.400 hội viên, sinh hoạt ở 1.339 chi hội. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập các nghị quyết trung ương về xây dựng đảng cho cán bộ hội viên được thực hiện nghiêm túc hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt phong trào của chiến binh gương mẫu gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với những thành tích đáng tự hào, trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh vinh dự được Trung ương Hội Cựu chiến binh tặng cờ thi đua xuất sắc, 45 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho 29 tập thể và cá nhân và 366 tập thể cá nhân cựu chiến binh được Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng giấy khen. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7 tới đây sẽ tiếp tục quán triệt tốt cái sự lãnh đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trong đó tập trung vào giữ gìn bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ và truyền thống của Hội Cựu chiến binh, đó là trung thành, đoàn kết, gương mẫu và đổi mới. Tập trung xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng và số lượng hội viên, kể cả các chi hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tập trung giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống ấm no, vươn lên làm giàu chính đáng. Dấu ấn một nhiệm kỳ với nhiều thành công là tiền đề để mỗi cấp hội, mỗi cựu chiến binh tiếp tục phát huy cống hiến sức mình trên mặt trận mới. Đó cũng là mục tiêu để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội 7, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng tiếp tục đi lên trên con đường đổi mới.